xin chào các bạn rất nhanh sau khi chia sẻ những cái thông tin đầu tiên về việc sẽ phát triển một chiếc xe điện cỡ nhỏ cuối cùng vinfast cũng đã chính thức ra mắt về ba cái dòng xe điện mini có thể sẽ mở ra một cái phân khúc hoàn toàn mới tại trường việt nam trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ lại đôi nét về cái dòng xe này cũng như là phân tích tìm hiểu xem liệu nó có tạo nên một cái cú ích trên thị trường xe việt nam hay không Đầu tiên nhắc lại một chút xíu về phần ngoại hình. Thông qua những hình ảnh render đầu tiên thì chúng ta mường tượng được VF3 sẽ là một cái chiếc SUV mini có thể xem là như vậy bởi vì nó có gầm cao, nó có mâm 16 inch và mình thấy là nếu như những gì mà VinFast làm với cái phiên bản thương mại giống như là hình ảnh họ render thì nó sẽ là một chiếc xe rất là đẹp mắt về mặt thẩm mỹ ha. Thì trước giờ chúng ta đã nhìn thấy những chiếc xe concept của VinFast và sau cùng thì họ cho ra đời những cái dòng xe thương mại thì cũng gần như là tương tự chứ không quá nhiều khác biệt Do vậy chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng là cái chiếc VF3 này nó cũng sẽ theo một cái con đường đó nếu mà xét về ngoại hình thì mình thấy chiếc xe mini điện này của VinFast sẽ chiếm ưu thế hơn so với rất là nhiều những cái đối thủ khác nó ra dáng vóc của một cái chiếc xe SUV nhiều hơn Đi vào bên trong cái phần nội thất, thì VF3 sẽ được thiết kế rất là tối giản và cung cấp đủ không gian dành cho 5 người ngồi. Mặc dù có kích thước rất là nhỏ nhưng mà VinFast cũng cho biết là họ sẽ thiết kế để tạo ra nhiều chỗ ngồi nhất có thể. Tất nhiên là chúng ta sẽ không thể đòi hỏi được sự thoải mái đối với hàng ghế ở phía sau. Tuy nhiên trong những cái trường hợp nhất định ví dụ như là chở trẻ em này kia thì sự có mặt của cái hàng ghế phía sau cũng sẽ mang đến những cái tính thực dụng cho chiếc xe này trong quá trình mà sử dụng nó. Nói về những cái tiện nghi trên xe thì thông qua hình ảnh đầu tiên thì mình chỉ thấy được một màn hình nằm ngay phía sau vô lăng vừa là công tơ mét kỹ thuật số nó sẽ vừa là cái màn hình hiển thị những cái thông tin giải trí thì bởi vì VinFast họ phải họ cắt giảm chi phí nè rồi chưa kể họ phải làm cho chiếc xe nó tiết kiệm pin nhiều nhất có thể cho nên hoàn toàn không có hiểu khi nhìn thấy cái nội thất được thiết kế theo kiểu tinh giản nhất có thể như thế này Tiếp theo nói về những cái thông số về vận hành đi. Hiện tại thì VinFast hoàn toàn chưa tiết lộ bất kỳ một cái thông tin nào liên quan đến vận hành của xe. Đó là những cái thông tin mà chúng ta có thể quan tâm như là động cơ, khung gầm hay là về pin phạm vi hoạt động của nó. Nhưng mà VinFast cho biết họ sẽ tạo ra một chiếc xe điện có cái phạm vi hoạt động nó đáp ứng được thói quen sử dụng của người tiêu dùng Việt Nam theo những gì mà VinFast họ cho biết. Xe sẽ được bán ra với hai phiên bản là Eco và Plus giống như là cái cách mà họ chi phiên bản đối với những cái dòng xe hiện tại như là VF8 này kia Dựa vào so sánh của mình đối với những cái dòng xe đồng hạng đồng cân với chiếc xe này thì mình dự đoán tầm hoạt động của xe sẽ rơi vào đâu đó khoảng 200 đến 300 km sau mỗi lần sạc một cái yếu tố mà mình cũng rất là quan tâm về mặt vận hành của xe đó chính là những cái tính năng an toàn thì uh, nó là một chiếc xe hơi mà Cho nên là nó bắt buộc phải được trang bị rất là nhiều những tính năng để đảm bảo nó có thể được vận hành một cách an toàn ở trên đường Thì đối mặt với những cái chiếc xe hơi lớn hơn khác Mình hy vọng là nó sẽ có những tiêu chuẩn an toàn rất là cơ bản Ví dụ như là ABS là, Hay là cân đoàn tử hay là chống trượt đòi hỏi về những cái tính năng an toàn chủ động thì nó hơi xa xỉ một chút xíu đối với một chiếc xe điện cỡ nhỏ và được định hình là một chiếc xe giá rẻ như thế này tuy nhiên mình vẫn mong là vinfast họ làm cho chiếc xe này an toàn nhiều nhất có thể tiếp theo mình sẽ nói về thị trường xe hơi mini ở việt nam tại Việt Nam hiện tại thì mình thấy là cái dòng xe hơi cỡ nhỏ như thế này chứ chưa nói gì đến xe điện nha thì nó là một thị trường xe còn rất là hạn chế không có quá nhiều lựa chọn trong phân khúc này nếu mà chúng ta có nhu cầu trong nhiều năm qua ở trên đường thỉnh thoảng chúng ta vẫn sẽ gặp những cái chiếc xe cỡ nhỏ hai chỗ ngồi tuy nhiên nó sẽ được nhập về thông qua các đại lý tư nhân và việc mua nó hay là định giá cho những chiếc xe này cũng rất là mong lung và trong quá trình sử dụng thì cũng rất là khó khăn trong cái việc mà chúng ta đi bảo hành bảo dưỡng xe và trong thời gian tới thì có thể mọi chuyện nó sẽ khác đi theo những quan điểm cá nhân của mình và cũng theo như những cái gì mà mình quan sát được đối với cái sự quan tâm của người dùng việt nam những cái dòng xe hơi cỏ nhỏ sẽ rất là được yêu thích trước mắt là sẽ rất thích đi còn việc mà mua hay là sở hữu nó là cái câu chuyện mà mình bàn sau ở việt nam đặc thù là chúng ta vẫn sử dụng xe máy là phương tiện di chuyển chính và bởi vì cái tâm lý như vậy cho nên là người ta rất mong muốn có sự xuất hiện của một chiếc xe hơi cỡ nhỏ nhưng mà vẫn đảm bảo được những cái yếu tố mà một chiếc xe máy mang lại đầu tiên là nó nhỏ gọn nó dễ dàng luồn lách nó có mức giá dễ tiếp cận và nó tạo ra một trò đùa ở trên mạng mà bữa giờ mình cũng động được rất là nhiều là người ta đang hy vọng về sự ra đời về sự tồn tại của một chiếc xe hơi nhưng mà với giá ngang với SH trước mắt mình thấy cái thị trường xe điện mini này sẽ được quan tâm rất là nhiều trong thời gian tới Liên quan đến cái câu chuyện này thì gần đây tại Việt Nam bắt đầu ở lắp ráp và bán ra chiếc xe Wuling Hung Wang Mini đó là một chiếc xe đến từ Trung Quốc mình sẽ nói về chiếc xe này ở phần tiếp theo Tiếp theo mình sẽ thử so sánh chiếc VinFast VF3 này với đối thủ trực tiếp của nó tại Việt Nam đó là chiếc Wuling Hung Wang Mini EV Ít nhất là trong tương lai gần VF3 nó sẽ là đối thủ trực tiếp của dòng xe này Hiện tại thì ở Việt Nam chỉ có hai chiếc xe này là xe điện cỡ nhỏ mà thôi Kulin Hung đã xuất xưởng chiếc xe đầu tiên cách đây một tháng tại trường Việt Nam và bắt đầu nhận đặt hàng từ quý 2 năm nay. Thì theo như mình dự đoán, cái thời gian mà những chiếc xe đầu tiên được giao cho khách hàng và lăn bánh trên đường thì nó cũng sẽ rất là gần. À, mình nghĩ là cùng lắm là năm sau, năm 2024 mà thôi. Đây là một cái mẫu xe điện cỡ nhỏ, cung cấp 4 chỗ ngồi, ra mắt tại Trung Quốc vào năm 2020 và nhận được rất là nhiều thành công trong năm 2022 thì cái chiếc Wuling Hung Quang Mini EV này đứng thứ ba trong những chiếc xe điện bán chạy nhất trên toàn cầu xếp sau Tesla Model 3 và Model Y với doanh số là gần nửa triệu chiếc rất là kinh khủng một trong những yếu tố dẫn đến cái sự thành công của cái dòng xe điện này không chỉ nằm ở cái thứ nhỏ gọn và dễ dàng sử dụng mà chắc chắn là đến từ cái mức giá rất là hấp dẫn 4.100 đô nên là nếu mà chúng ta đổi sang tiền Việt thì nó chỉ rơi vào đâu đó khoảng 96 triệu, nên là đúng với cái mong muốn và nguyện vọng của người dùng Việt Nam là một chiếc xe ô tô nhưng với giá ngang SH. Sự thành công của dòng xe này là một cái điều không thể chối cãi tại thị trường quê nhà, nhưng liệu nó có làm được điều tương tự ở thị trường Việt Nam hay không vẫn là một dấu hỏi lớn. Bởi vì ở thời điểm này, một thương hiệu đến từ nước nhà chúng ta là VinFast đã bắt đầu nhảy vào cuộc chơi và muốn chiếm lĩnh thị phần mình sẽ không nói quá nhiều về những thông số liên quan đến vận hành tại vì chúng ta vẫn chưa có những thông tin đó liên quan đến đại diện đến từ VinFast. Trước mắt nói về ngoại hình thì mình thấy rõ ràng là xe của VinFast sẽ chiếm một ưu thế khá lớn nếu so với chiếc xe đến từ Trung Quốc. Chúng ta sẽ có một chiếc xe nhìn hiện đại hơn, cao ráo hơn, ra dáng một chiếc xe hơi hơn so với là một chiếc xe quá nhỏ như là đại diện đến từ Wuling. Đó là theo quan điểm của mình yếu tố thứ hai mà mình thấy nó cũng đóng một vai trò cực kỳ quan trọng đó chính là cơ sở hạ tầng và mạng lưới đạm sạc hiện tại thì vf 3 khi mà bán ra thị trường chắc chắn nó sẽ được thừa hưởng một cái mạng lưới mà vinfast họ đã xây dựng và đầu tư từ nhiều năm qua đối với thị trường xe điện của họ và theo như những gì mà mình tìm hiểu thì hiện tại họ chưa có ý định chia sẻ mạng lưới đạm sạc này cho bất kỳ một thương hiệu nào khác bởi vậy khi mà vf 3 bán ra thị trường thì rõ ràng sẽ lợi thế hơn rất nhiều ở cái khoản này nếu so với tất cả những đối thủ khác Bây giờ mình sẽ dẫn câu chuyện đi xa hơn, mình nói về những chiếc xe điện mini ở trên thế giới. Thực tế thì xe mini hay là xe điện mini nó không phải là một cái gì đó quá mới mẻ ở trên thế giới. Trước đó thậm chí là chúng ta đã nhìn thấy những chiếc Smart ForTwo được nhập về Việt Nam để chạy. Đó là chiếc xe của tập đoàn Smart Daimler. Smart là một thương hiệu con của Daimler. Daimler là tập đoàn mẹ của Mercedes-Benz đó và chúng ta đã nhìn thấy được những chiếc xe nhỏ gọn rất là an toàn rất là hiện đại từ rất là lâu rồi và giờ đây thì khi mà ngành công nghiệp chuyển dần sang điện khí hóa chúng ta sẽ bắt đầu nhìn thấy những chiếc xe điện cỡ nhỏ như vậy nếu mà nói về phân khúc xe điện này mình có thể biết đến những chiếc xe rất là nổi tiếng như là chiếc Micro Lino. Đây là một chiếc xe lấy cảm hứng thiết kế từ ở dòng BMW Iceta Đó là một chiếc xe hàng châu ngồi được sản xuất từ những năm 1995 và nổi tiếng nhờ tính thực dụng cũng như là sự độc đáo của nó. Bên cạnh đó thì chúng ta còn có những chiếc xe ví dụ như là Citroen Ami, một cái xe điện cỡ nhỏ đến từ Pháp. Rồi gần đây thì có Fiat Topolino, một thương hiệu đến từ Ý Tất cả những hãng xe điện giờ đây đều có một cái chiếc xe mini của họ Và điểm chung của những chiếc xe này là nó có giá thành rất là đắt so với những cái chiếc xe đến từ Trung Quốc Gần đây hơn Bao Jun có ra một chiếc xe mới tên là Jeep Không biết là mình đọc như vậy có đúng hay không? Ghi là Y dài EFP Anh em nào mà rành thì có thể chia sẻ với mình về cách đọc thì Baojun đó là một cái thương hiệu con của liên danh SAIC, GM và Wuling. Đây cũng là một cái liên danh đã hợp tác với team T Motor ở Việt Nam để sản xuất ra cái dòng Wuling Hongguang mini EV trong thời gian tới chiếc xe này mình nghĩ là nó sẽ được mang ra so sánh rất nhiều với cái dòng vf3 vừa được ra mắt bởi vì những nét tương đồng về mặt ngoại hình cũng là một chiếc mini suv nhìn rất là hiện đại và rất là đẹp mắt tuy nhiên nếu mà để so sánh thì mình cảm thấy là trước mắt cái chiếc vf3 này nó có phần sắc sảo hơn so với chiếc xe bao Z chiếc xe này thông số của nó cũng tương đối ấn tượng công suất cực đại là 67 mã lực có một động cơ điện được đặt ở cầu sau và mô men tối đa của nó là 140 newton Pin của nó là 28,1 kWh và nó sẽ chạy được một cái phạm vi là 300 km sau mỗi lần xa Theo thông số mà nhận xuất Trung Quốc cho biết Thì nếu mà họ công bố một cái phạm vi theo những cái chuẩn lớn hơn Thì nó sẽ mang giá trị tham khảo nhiều hơn Còn họ công bố cái phạm vi theo uh, chuẩn của họ thì mình cảm thấy là chưa tin tưởng nhiều lắm Chiếc xe này được trang bị màn hình thông tin giải trí là 10,25 inch Và bên trong được làm đầy đủ chứ nó không bị cắt giảm và tối giản quá nhiều như là chiếc VF3 và nó cũng được trang bị những cái công nghệ an toàn và nó có tính năng hỗ trợ độ xe tự động nè kiểm soát làn đường chứ còn có camera 360 nữa và mình kỳ vọng là những cái tính năng tương tự cũng xuất hiện trên VF3 cuối cùng thì liệu VF3 có mang đến cho VinFast một thành công vượt bậc trong thời gian tới hay không còn là một cái điều mà hiện tại chúng ta chưa thể trả lời được Tuy nhiên dựa vào những quan điểm của mình thì nó sẽ có những cái vấn đề sau đây Đầu tiên, VF3 có nhỏ đến cỡ nào đi chăng nữa thì nó vẫn là một chiếc xe hơi Và người ta vẫn phải đối xử với nó như là một chiếc xe hơi Nghĩa là sao? Bạn còn phải có bằng lái để chạy chiếc xe này và trong cái giai đoạn hiện tại thì theo như mình thấy cái việc mà thi bằng lái xa hạch lái xe cũng đang trong một cái thời kỳ nó không phải là dễ dàng chúng ta đang đứng trước những cái thay đổi về quy định về chi phí để thi bằng lái và tất nhiên là nó cũng sẽ tạo ra rào cản về mặt tâm lý khi mà mình à, muốn quyết định mua chiếc xe đó. À, thậm chí là thực tế là cái điều đó nó đã xảy ra với mình. À, mình đã có một cái thời gian rất là dài ngại mua xe phân khối lớn tại vì mình không có bằng A2. Và nó đã gây cản trở cho mình rất là nhiều về mặt à, tâm lý. Mãi sau này thì mình mới à, thi lấy cái bằng A2 và à, cái việc mà mình tiếp cận đến xe mô tô nó mới dễ dàng hơn. Quay trở lại thì ngoài cái việc mà thi bằng lái, Tất nhiên là cái chi phí sử dụng Dành cho một cái chiếc ô tô Nó cũng sẽ cao hơn rất nhiều So với uh, sử dụng xe máy thông thường Chúng ta sẽ có những cái tiền Như là tiền bãi đổ Tiền giữ xe Rồi tiền rửa xe Chi phí vận hành Mọi thứ đó nó đều cao hơn So với việc sử dụng một chiếc xe gắn máy Chưa kể là Trong những cái tình huống Chúng ta vi phạm luật giao thông thì mức phạt dành cho xe hơi cũng khác so với xe máy. Tuy nhiên theo quan điểm của mình thì uh, có thể chúng ta không nên đặt kỳ vọng như vậy quá nhiều. Dự đoán của mình đối với cái dòng xe điện đến từ Trung Quốc mà nhận được khá nhiều những cái sự quan tâm của anh em trong thời gian gần đây thì mình dự đoán nó sẽ rơi vào khoảng hơn 200 triệu có thể là khoảng 250. Còn đối với VF3 thì uh, xe sẽ có hai phiên bản là Eco và Plus và mình nghĩ giá xe sẽ loanh quanh vào khoảng 300 triệu gọi là hai trăm rưỡi gì đó chứ nó không có cái giá 100 triệu giống như là một chiếc hát độc và khi mà một chiếc xe điện cỡ nhỏ đã được bán ra với cái mức giá 300 triệu như vậy thì lúc này người ta có quyền phân vân xem một cái chiếc xe truyền thống hạng A ta có Hyundai Grand i10 có Kia Morning có Vinfast Fadil cũ hay là chúng ta có thể đi tìm đến những chiếc xe cũ khác à, một cái chiếc BMW E60 à, số sàn chẳng hạn những yếu tố này nó cũng sẽ tạo ra những cái khó khăn khi mà ai đó đang cân nhắc về việc liệu nên xuống tiền mua một chiếc Vinfast à, về Bài hay không thì đó cũng là những cái chia sẻ của mình quan điểm của mình đối với cái dòng xe điện mới của Vinfast anh em nghĩ sao về vấn đề này thì để lại bình luận bên dưới bây giờ thì xin chào và cảm ơn mình làm vị trí nữa để trên tình để trong việc